Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng con lại nhận được một câu hỏi tiếp theo. Con xin kính chuyển đến cư sĩ Phúc Trí. Xin cư sĩ Phúc Trí chia sẻ cho chúng con được hiểu rõ. Bồ Tát Đại Từ có giảng nói chia sẻ rằng giúp cho một người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc bằng tinh tấn cả một đời tu hành niệm Phật, lạy Phật. Nếu giúp cho từ 2 người trở lên đến giúp vài chục người đến trên 100 người, giúp 2 người trở lên thì bạn có phước phần vãng sinh rất lớn. Nếu giúp đến vài chục người đến trên 100 người mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thực sự thì bạn không phải là người bình thường, bạn là Phật Bồ Tát Tái Lai. Tức là Ngài có ví là cái công đức lớn đến như vậy. Vậy nếu như mà ở đây viện chủ là Hòa Thượng trụ trì ở đây và Thầy Chi Sự quản chúng giảng đường 3 mà giúp cho nguyên cái giảng đường này thôi, con không nói là giảng đường khác, giảng đường này mà 700-800 cụ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì Thầy không phải là người bình thường đâu ạ. Đây là con đối chiếu với lời Bồ Tát Đại Từ. Vậy công đức của trợ niệm và hộ niệm nó lớn vô cùng đến như vậy. Con kính xin cư sĩ Phúc Trí từ bi chia sẻ với chúng con để chúng con hiểu rõ công đức của việc hộ niệm là lớn đến mức độ nào mà từ xưa cho đến nay, từ chư Phật, chư Tổ cho đến các tổ, từ tổ thứ hai, từ tổ Huệ Viễn là tổ thứ nhất cho đến tổ thứ hai đều xiển dương phương pháp hộ niệm, cho đến tổ thứ 13 và đặc biệt gần đây nhất là tổ thứ 14 là ân sư Thượng Tịnh Hạ Không cũng giảng nói và chia sẻ về phương pháp hộ niệm rất là nhiều. Vậy công đức của trợ niệm là giúp cho người đi làm Phật, vậy lớn ở như thế nào để cho chúng con hiểu rõ? Kính xin cư sĩ Phúc Trí từ bi chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni từ bi tham gia chứng minh. Con kính thưa toàn thể quý Phật tử. Con nghe đại lão hòa thượng ân sư con nói một câu: nếu một người dùng tài sản của mình mà giúp cho một cái nơi xây dựng hoặc là giúp một người mà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì Ngài nói là gì? Cái phước bỏ ra Ngài bảo khoảng 15 triệu đô là từ hòa vốn trở lên. Có nghĩa là chỉ cần giúp một người, cái phước mà Hòa Thượng nói nó tương đương ít nhất, Ngài nói rõ là ít nhất là bằng bỏ ra 15 triệu đô trở lên để giúp người đấy. Có nghĩa là nó lớn đến mức mà Ngài nói là không còn tính được. Đấy là Ngài quy ra cái phước. Còn hôm nay con sẽ nói về cái việc mà Bồ Tát Đại Từ nói lại lời của Đức Phật. Bồ Tát Đại Từ có nói giúp 2 người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì còn tinh tấn hơn chính mình. Có nghĩa là sao? Nghĩa là một người trong đời mà khuyên, mà giúp trợ niệm 2 người vãng sinh Tây Phương, thật vãng sinh, thì Ngài có dạy là tinh tấn hơn là một đời chúng ta không ngủ, không nghỉ, suốt ngày đêm niệm Phật không rời. Đấy là tinh tấn hơn chính mình. Đây là Ngài có nói. Ấn Quang Đại Sư Ngài có dạy: nếu giúp một người vãng sinh Tây Phương thì công đức lớn hơn gieo duyên cho hàng vạn người tu hành. Không tưởng tượng được cái công đức hộ niệm nó lại lớn đến mức không còn nghĩ ra được nữa rồi. Ngài có nói nếu như hộ niệm mà giúp 10 người vãng sinh trở lên. Nay con nói câu này nhớ là đừng ai mà giúp được hơn 10 người ngã mạng chết ấy. Ngài nói, nhưng con nói ở đây là chúng ta nghe thấy vậy về vỗ ngực tự hào là chúng ta chết ngay từ bây giờ trở đi. Chết luôn từ giờ đấy ạ. Ngài nói là người đó
là có thể đời này là gì, có vé là vãng sinh đấy. Đấy là ngài nói lại lời của Phật Thích Ca Mâu Ni đấy ạ. Ngài nói rằng nếu như một người giúp trên 100 người vãng sinh tịnh độ thì công đức ngài bảo đấy là gì, đấy là Bồ Tát rồi. Có nghĩa là chúng ta chưa là Bồ Tát, đừng có nghĩ là mình là Bồ Tát. Hôm nay nghĩ mình giúp được 100 người để lên mai về cứ nhận mình là Bồ Tát thì xong rồi. Nhiều người bị ấy, nhiều người hoang tưởng chỗ đó đấy ạ. Có là công đức nó lớn mà ngài ví như là một vị Bồ Tát. Còn giúp trên 1000 người thì công đức nó lớn giống như là Di Đà tái lai đấy ạ. Vậy trợ niệm, tại sao công đức lớn đến như vậy? Thì Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư có giảng thế này, là vì khi một người vãng sinh, điều đầu tiên là cái người vãng sinh đó sẽ trả ơn cho cái người hộ niệm cho họ, chính là nhìn vào cái thoại tướng tươi mềm và đẹp để cái người đến hộ niệm tăng trưởng tín tâm. Mà như lời Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm là tín tâm trưởng dưỡng chư thiện căn. Tín tâm là mẹ đẻ ra tất cả thiện căn phước đức đấy ạ. Tín tâm siêu vượt chúng ma lộ, nghĩa là siêu vượt con đường chướng ngại. Vậy điều đầu tiên người vãng sinh họ giúp cho những người trợ niệm tăng trưởng thiện căn và phước đức đến tột cùng. Giống như con hôm nay đố ai lay con được bỏ câu gì ở Phật đấy. Đố ai bảo con bỏ pháp niệm đấy. Chỉ trừ khi gặp hoàn cảnh như nào thôi, còn để mà bỏ là con không đỡ. Tại vì trực tiếp chứng kiến, mắt đấy, tai nghe, tay sờ thường xuyên, trăm nghe chẳng bằng một thấy, trăm thấy chẳng bằng một làm. Nên con tự tay con làm, con thấy rõ rồi. Nên hôm nay để mà bảo bỏ là chắc chắn là không bao giờ. Thà tan xương mất mạng, thà có đánh đổi tất cả, chứ không bao giờ con bỏ niệm Phật với hộ niệm. Đấy là từ đâu ạ? Từ cái người họ vãng sinh, họ để lại cho con cái niềm tin đấy ạ. Đây là lần thứ nhất mà Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư có nói. Lần thứ hai họ trả ơn chính là ngày mà mình bỏ cái thân này. Họ sẽ cùng với Phật A-di-đà, họ sẽ kéo A-di-đà Phật đến để dẫn chúng ta về tịnh độ. Nhưng con đi hộ niệm, con lại thấy lần thứ ba nữa cơ. Cái này con mới thấy quan trọng. Ngày ngày mình đi hộ niệm, mình hướng dẫn người bệnh, mình điều giải chư vị pháp giới, nhưng cái lời của con phàm phu mà, nó chẳng có giá trị gì cả. Toàn phải lôi lời Phật, lời Tổ, chứ lời con có giá trị gì đâu. Nên khuyên không được. Nhưng cái người họ vãng sinh là họ trở thành gì? Thành Bồ Tát A Duy Việt Trí. Thì chắc chắn nếu ngày mình nằm xuống, vì nghiệp chướng con sâu nặng lắm, nếu mình có bị bệnh trên giường, có bị oán thân trái chủ tìm tới, thì các vị mình đã hộ niệm cho họ rồi ấy. Họ là Bồ Tát mà, họ xuống họ xin cho mình dễ lắm, đúng không ạ? Họ xin dễ mà. Bồ Tát xin thì nó dễ, chứ phàm phu xin nó khó. Một câu của ngài ấy bằng hàng triệu triệu lời của mình, nên con phải chịu khó hộ niệm để sau này con lúc mà nằm xuống các ngài xuống còn điều giải giúp con chứ. Cái điều nữa mà con nghe lời Đức Phật cũng như Tổ có dạy này, bất kỳ một cái điều gì trên thế gian này ấy,
mà còn tồn tại mà gì mà hại cho chúng sinh, thì ngày đó người đó khi chết còn ở tam đồ ác đạo. Vậy còn cái gì mà lợi cho chúng sinh, còn tồn tại ở trên thế gian, thì ngày đó ta còn hưởng phước. Thì con nhìn thấy là Đức Phật dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Ngài nói sao? Ta Thích Ca Mâu Ni Phật hôm nay trân trọng xác quyết rằng vãng sinh tức là thành Phật, vãng sinh là thành Phật. Vậy một người vãng sinh tức là thành Phật, mà thành Phật thì không trở lại thành phàm phu nữa. Vậy cái người vãng sinh thành Phật đó, con nói là con số này thì chắc chắn là chúng ta toát mồ hôi. Cái bậc thứ 11 ấy, gọi là sơ trụ Bồ Tát, độ được 100 cái thế giới giống như Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi gốc Bồ Đề hàng phục ma, 100 thế giới như cõi Ta Bà. Người bậc thứ 12 hàng phục ma ở 100 thế giới, à 10.000 thế giới, ngồi gốc Bồ Đề như cõi Ta Bà 10.000 thế giới như vậy. Người vãng sinh Tây Phương là ở bậc thứ 47. Thì người đó hàng phục độ chúng sinh, con số này không biết ai dịch rồi chứ còn gì, 1 và 72 số không về sau cái thế giới như cõi Ta Bà độ chúng sinh như Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là 8 lần tỷ cái cõi cái thế giới như Ta Bà. Như vậy một người vãng sinh họ độ vô lượng hằng hà sa số. Vậy họ cứ độ được một người thì trong đó có phước của ta, họ độ được hai người thì ta lại có phước, là vì ta giúp họ hộ niệm vãng sinh mà. Nên cứ đời đời kiếp kiếp phước không thể tính đếm được. Giống như Đức Phật A Di Đà bây giờ, sen của Ngài to mà không còn ai đếm được, không ai tính được nữa rồi. Vì Ngài cứ tiếp dẫn người này thì người này lại đi tiếp dẫn người khác, người khác lại tiếp dẫn người khác, cứ như vậy thì sen của Ngài cứ càng ngày càng to. Nên sau này chúng ta đi hộ niệm ấy, nhiều mà về Tây Phương mà cứ thấy sen của ta nó to là chuyện bình thường nhé. Cứ càng ngày thấy nó càng nở ra, ta không biết tại sao, nhưng đó là chuyện bình thường thôi. Đó là gì? Là cái người ta đã hộ niệm, họ đã thành Phật đạo và họ độ vô lượng chúng sinh. Nên công đức mà Phật nói hộ niệm là không thể nghĩ bàn, như Tổ sư Ấn Quang có dạy. Hộ niệm tức là giúp một phàm phu vãng sinh Tây Phương là thành bậc chánh giác. Công đức này là vô lượng vô biên. Nếu đem công đức này mà phát tâm niệm Phật cầu về Tây Phương thì đạo nghiệp trong đời này chắc chắn thành tựu. Như thế thì chúng ta thấy rằng công đức hộ niệm siêu vượt tất cả, như lời Đức Thế Tôn có nói, thế xuất thế gian, có nghĩa là công đức của thế gian và công đức của xuất thế gian. Muốn tu đệ nhất thì hãy dùng phương pháp hộ niệm. Đây không phải con nói mà Thế Tôn nói. Vậy chúng ta hôm nay muốn tu công đức đệ nhất thì chỉ dùng phương pháp gì? Niệm Phật, hộ niệm là đệ nhất hư không pháp giới. Không một công đức nào có thể lớn hơn được. Chính vì hộ niệm nó lớn như vậy nên cần phải có thiện căn sâu dày. Giống như Đức Thế Tôn ấy, nói ra vô lượng phương pháp, cuối cùng mới dẫn chúng sinh về cực lạc, là vì chờ đến lúc thiện căn chín rồi mới quy về cực lạc. Thì trong các phương pháp tu hành trong tịnh độ chúng ta hôm nay thì cuối cùng thiện căn sâu nhất chính là đi vào con đường hộ niệm. Đây là cái con đường cuối cùng
để cho chúng ta đời này một phàm phu nghiệp chướng sâu nặng có thể vượt qua sinh tử luân hồi ngay một đời này, nên đi vào được hộ niệm, thì chúng ta hết sức phải cẩn thận. Đừng nghiên cứu loa qua, đừng nghiên cứu là gọi là cưỡi ngựa xem hoa, đừng nghiên cứu rằng là chỉ cho nó có mà thôi là hỏng đấy. Là hỏng cái gì ạ? Thứ nhất là hỏng đi đại pháp của Phật. Thứ hai là hỏng cho tất cả chúng sinh về sau. Thứ ba là hỏng ngay cái huệ mạng của mình luôn. Vì cái này là phải cần phải nghiên cứu nghiêm túc, vì cần đến thiện căn phước đức sâu dày để đi vào con đường này. Nên để đầu tiên nói về hộ niệm ngay, thầy Dư Âm nhà mình cũng khó chứ, ngài phải đi từ từ và khuyên người niệm Phật đã, tăng cường thiện căn, mọi thứ bắt đầu mới lùa đưa vào hộ niệm được. Chứ đưa ngay hộ niệm là chúng sinh ít người tiếp nhận lắm, phải chờ đến lúc chín mồi rồi mới bắt đầu tiếp nhận được. Thế thì hôm nay chúng ta gặp được rồi thì chúng ta không nên bỏ lỡ. Tại sao ạ? Vì bỏ lỡ con đường này thì sẽ không còn đường thứ hai cho một phàm phu. Con thường ví như thế này. Câu này có quy định thời gian không đấy ạ? 3 phút được, không sao. Con thường ví như thế này. Đối với số hạt cát trên toàn đại địa, còn có thể từ đời này qua đời khác đếm được. Giống như múc nước biển mà Phật nói là cứ từ đời này qua đời khác có thể tát cạn được. Thì hạt cát trên đại địa chúng ta có thể đếm được. Số lần chúng ta sinh ra chết đi gọi là luân hồi sinh tử thì không đếm được, còn nhiều hơn cát đại địa. Hạt cát rớt xuống đại địa cứ từ đời này qua đời khác mầy mò vẫn còn tìm ra. Nhưng lần duy nhất gặp được hộ niệm mà bỏ lỡ thì gần như không tìm lại được nữa. Hòa thượng nói là một lần duy nhất và đóng cửa vĩnh viễn. Thế hôm nay chúng ta không hành thì con thấy uổng lắm rồi, uổng vô cùng. Nghĩa là hạt cát rơi xuống vô lượng kiếp phải trôi lăn sinh tử luân hồi rồi. Nên đời này là đời mà chúng ta phải gì? Hứa với nhau là quyết liệt. Đời này hành trì cho thật đúng, hành trì cho thật chính xác đấy. Chúng ta phải nghiên cứu nghiêm túc và làm thật làm thì chắc chắn chúng ta sẽ có phước phần là đời này là ai ai cũng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ạ. À. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí. Hôm nay chúng con mới nghe là cái công đức của người hộ niệm vô cùng là vĩ đại, đúng không Diệu An? Bất khả tư nghị. Con hỏi là xin hỏi chư vị có phát tâm để hành hộ niệm trong một đời này không? Có được giơ tay. Dạ, một lần nữa xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí, và chúng ta cùng nhau vì cái huệ mạng của mình, vì huệ mạng của người hữu duyên cũng như người thân của chúng ta mà chúng ta quyết tâm hành hộ niệm, niệm Phật đến cùng và nghiên cứu hộ niệm để hộ niệm cho nhau, để một đời này ai ai cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không đại chúng? Dạ, A Di Đà Phật.